đây là một tác phẩm nghệ thuật. Và đây một tác phẩm mình gọi rất đơn giản, nó gọi là Nóc Nhà Đông Dương. Mà sâu hơn nữa thì mình gọi theo của bên nhà Phật Việt Nam, mình gọi là Ngôi Nhà Chung. Tại sao mà lại mến một ngôi nhà chung là chú biết là mô hình đây là một cái cây cổng làng. Đây là một cái cổng làng mà bằng sự sáng tạo, miệt mài và thổi hồn vào thì đã biến những tác phẩm này trở thành một ngôi nhà chung. Đấy. Và trong cái tác phẩm này thì nghệ nhân đã gửi gắm là rất nhiều những cái sự sáng tạo và những cảm xúc và những cái ước vọng của những người làm nghệ thuật đem gửi gắm vào đây để gửi đến những người đam mê và yêu những tác phẩm. Quá đẹp anh ạ. Quá đẹp đúng không? Vâng. Anh có thể cho em hỏi cái kích thước cơ bản của cái khối này. Kích thước cơ bản là từ bên này sang bên kia là khoảng 2m4. 2m rưỡi. 2m rưỡi. Chiều cao đi em. Chiều cao của nó 1m9. Chiều cao là 1m9. Tác phẩm này thì nếu bác nào mà các cụ vẫn nói là hữu xạ tự nhiên hương, trùng trùng duyên khởi. Đấy, nếu chúng ta đủ duyên và đủ những cái niềm đam mê thì alo cho Trần Hiệp. Đấy, và công tác trước khi chuyển tác phẩm này thì cũng phải bạch với thứ nhất là chư Phật mười phương và thần tinh đổ địa để xin được sắp đặt tác phẩm. Đây là một tác phẩm cọc bồ đề. Đúng không? Bồ đề. Tác phẩm này thì đặc biệt là cái chậu này là mình tôi đặt của Huế là 10 triệu. Nhưng cái chậu này tôi mua này. Đấy, đấy, em đo chiều cao của cây đề. Đo chung quanh chiều đo chiều cao từ mặt chậu lên đó. Chiều cao là 1 mét. Chiều cao đo hoành thân. Xong gửi giá lên các bác. Hoành thân là 72. Hoành thân là 72. Vâng. Ok, giá bao nhiêu? Giá ra nên là 28 triệu. Cả chậu đúng không? Vâng, cả chậu là 28 triệu ạ. Cây này còn có 10 18 triệu thôi. Cái chậu đã 10 triệu rồi. Rồi, đấy.